Alo, số mân cọc một lấy nhá. Dạ. Cái cổ đó cha tới đấy. Cái việc của cha thì bị nó rửa rồi chứ mà đẩy nó cho nó ít mạt mà thái là nó quả lên ngõ nữa. Thôi lên ta, lên ta phụ uống rượu. Ê, nhanh. Ấy kiểu xe quan tâm ta chỉ cho mày mà chị em đã. Thôi rồi đấy, anh em rồi đây. Có cái cống có cái lạc chứ rồi đây. Dạ. Bây giờ đúng rồi anh em. Đây em xin phép mời anh chị. À, cảm ơn anh nha. Không đúng rồi đấy luôn. Anh ăn được mày mệt tháo một tập mù mệt chứ. Anh em xin phép ra coi anh chuyện đây. Tết rồi. Đào mày mặt tết. Lời con lời cạp cho cháu mày mặt tết. Anh ơi em mời anh chuyện. Vừa vừa đó. Thôi nữa đi. Ra chợ đưa về một lộc bán thôi. Được, cha cái hãy lo cho mấy khí á. Anh, hãy uống đi anh. Rồi, chúc anh sức khỏe nha. Dạ. Anh bận bận khởi đi. Chó thôi. Đào thì chiêu nghỉ, mãi đào. Hai tên thì đưa cái hai em đi ngủ mới có cỡ nữa. Đào nữa là ráng ngủ luôn. Anh ông ngoài chặt cái chặt cổi chứ nên là bộ gọi điện xuống phù dưới phải mèo ạ. Phù dưới phù xuống dưới cái trái cái chuyện đấy phù dưới phù nó còn quên mắt mẹ rồi dưới mắt ráng mà này rồi hẳn đấy lâu chưa đấy lâu kịp rồi mẹ đấy thầm dư gờ gì thì nguy cơ cao. Ô, rồi đi con để con điện điện mẹ thôi để mẹ đến nữa Trộn rượu tham. Muốn được như ta nếu có rượu nó hí nó dừng nó cắn cái rưỡng nó ăn trọng bầu. Nên rồi nói không nghe. Riêng Chúc riêng thế nào chứ. Chỉ dùng đủ. Alo. À, ba. Ông, có thằng thầy anh chị đúng không? Không có. Chứ mà khỏi đây. Chứ tôi nghe con thuê nó nói là hành xuống phố ông chặt cánh cho cậu chứ mà. À, cái này tôi gọi rồi chứ mà ông cho con đèn. Tôi đành gọi lại cái. Chứ không có gì nữa không? Ba ơi, tôi đừng không có gì đây. Nha. Cái này cảnh nhọc. Né dòng điều kiểu la hay. Anh ơi. Mấy nhà là không lẽ nha. Để mẹ dùng lối cổ thành đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi rồi không có ông gọn nữa được. Trong trường đó với ba rồi, để nó bỏ đi, nó bỏ đi. Ba không hiểu thôi mà nào đây. Không, tôi cái người chắc chắn hẳn ở đây. Thế ba không tin phèo cái đó, có gọi hẳn em không? Ông ạ. Tôi nghe con Huyền nói là chặt cắn chặt cổ chứ đó rồi là ông có hành thùng rồi. Tôi nói ba rồi, để nó là muốn cho con sống nữa chứ. Mất tôi con lại tôi lơ ba. Thôi ông ạ, tôi đứng cất rất con ngài. Rồi là có chí thì ông thông cảm nhá. Thế đi, lại ông được cái nào, món bộ đồ kìa. Nếu đi hành, tỏ đi hành, biết đâm về hành đấy luôn, đấy luôn. Hành đâu chứ, lõ đồ ảnh. Có cái cả luôn. Ba này, cái này đi chè lên tới ổn mình nước chán này. Nước thấm. Ba mới được không? Ba đây này, ông ơi, chứ nghe nói cánh cội đang đóng, chặt cánh cái cội đang đỏ. Ba, tôi kéo mày thang xuống chặt cánh vải cái. Vải, vải máu anh. Vải đấy chứ ba này vải máu nữa. Ôi trời, cái ông này chặt vải á, à? Chặt vải đang ông nội với tôi. Có vấn đề nhưng mà không? Và cái túi ớ là tôi chặt. Nếu bán à, tôi có việc tôi mới chặt. Trong chí này cũng để cho mát nó. Mát mẹ nó. Ông đây, nghe ông nói chặt cây vải, tôi nghe mà nặng rọt ông ạ. Nặng rọt chứ được ba. Nặng rọt chứ đang nặng rọt ông. Cây vải thì sấy, mà ăn thì mát mồm. Chứ thế bà này, bà ngồi xuống. Ba xuống đấy tìm con hay là lót cái cây vải. Ủa, ông nhắc tôi mới giận ông ạ. Thôi tôi phải về để đi tìm hẳn ông ạ. Thôi thì ba cái về ông lão tên hẳn như này muốn được đền túi nhá. Ông đâu, hắn nó có xuống đáy nào. Thì ông nói hôi cho tôi dù ra là liều mà về. Không chứ là tôi cho chết. Được. Cảnh nhiều con muốn mà đấy mà ghéo răng ba của chúng
nhật tuần bệnh tình. Chết. Mời bán sàng, mời bán sàng, mời viên sàng, mời tèm sàng anh ạ. Thôi, cả cỏ đen đi, ăn đi không? Mẹ chứ lòng mua mà ngon đi. Thịt lên sạch đâu con ạ, bốn nhà chồng chắc. Dư nè, thịt là mẹ mua về đó để tẩy trán. Con làm mà tả ăn dư. Con nhìn ngon thật rồi mẹ ạ. Thôi. Ăn đi nhanh con, ăn đi chuẩn bị và cộng tác cái dư nhiều việc lắm. Tại nhất định nói nhiều việc lắm. Ăn đi nhanh đi. Ăn đi con. Thắng. Ăn đi con. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Đông Trụ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, tín chủ chúng con là Quyến Thị Sinh. Mẹ ơi! Tài khối Nam Bắc Sơn thì trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cái con đấy này đang thập hướng cho ông Tạo, cái giờ phục lĩnh thiên nó khẳng để được cái khỏe chứ được. Mẹ nè, có báo cáo với ông Tạo là nắm đi có bạn cho mẹ không? Ui, Quyến này, thôi để vô tao nhổ thân thầy anh cộng thêm nha. Ủa, thầy anh ơi, cộng thêm khóc nơ. Gì đó? Khi nào Quyến khẳng tiền con Huyên nắm lấy bạn cho mẹ. Mẹ tụi ông Tạo có biết không chưa? Thôi, tên dư con lẻ ông Tạo không biết. Dư thì tại cái tên nó mua cho mẹ mà, ông Tạo, ông Tạo bảo nó tao bị. Thôi, ông Tạo chừng như đấy mà cái trời này. Thank you.
Nó có mệt mỏi gì đấy không? Không. Đây là mỏ mình bắp bò mùi. Nhìn hấp dẫn mà nồi. Có hấp dẫn không? Có. Ngon. Mà nồi cho mình thì mua được, mua được không? Thằng ấy đếp trận thật được. Để ba ban đây là mỗi sáng vừa mới chín không? Đem lên thắp hướng cộng tổ tiến cái đà được hết là 8 mới được ăn. Con biết rồi.
năm mới thì On Xuân xin chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi cánh của On Xuân nha. Và cùng lớn tiền đáy đau xuân năm mới thì On Xuân chúc tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, ăn hàng thịnh vượng, tận tai tận lộc. Chúc mừng năm mới. Thôi rồi. Về để con nhà cho con lợn với em biết xem sao. Ông ơi, con về đó. Bà ngoài giao con gà này với cho con lợn ăn cái tại ba này. Thả nó về trên đây. Rồi về luôn mình đi về. Đưa cho em nè. Để lấy cho em không? Để cho em gà này bỏ. Để con tìm cái này tính được cả cái cá không? Ôi ông ơi, chạy ra. Chạy đi, chạy dẹp đi, chạy đi. Rồi, rồi chạy đi tí rồi. Rồi, chạy vào tí, ông ngoài tiếp. Ông ngoài chạy nhanh hơn được, rồi. Chạy đi. Con đã chạy chạy đi. Ông ngoài chạy theo thì giống như thế này nhỉ ha. Hai ba. Chạy ra chạy ra chạy ra. Chị ơi. Con này chạy.